đang coi TV Trọng hả? Dạ, nó đang xem phim. Ủa? Chị xin lỗi nha. Ừ? Em mở phim gì cho bé coi vậy? Không phải là phim hoạt hình. Titanic. Trời ơi, em phải cho nó xem một bộ phim kinh điển để nó biết đâu là giá trị của nghệ thuật. Trời không được em ơi, kìa trời. Chị nhìn vô đúng cái cảnh mà hai trời người ơi, họ. Trời ơi, có sao đâu, này phim này nổi tiếng thế giới mà ai mà chẳng coi, coi cho biết chứ. Đồng ý là ai cũng coi, nhưng mà em, con của em đang nhỏ quá, mới chỉ có 4 tuổi thôi à. Em cho bé coi những cái hình ảnh nhạy cảm này là không có tốt. Sao không tốt? Đây là cũng là một cách để em giáo dục giới tính cho con. Đó, rõ ràng là những cảnh nóng như vậy là bé sẽ hiểu như thế nào là yêu thương âu yếm. Chị đồng ý với em rằng là giáo dục giới tính cho bé ngay từ khi bé 4 tuổi là rất hợp lý rồi. Dạ. Đó, nhưng mà để bé tiếp cận những cái hình ảnh nhạy cảm như vậy là không có hợp lý đâu. Mình phải giáo dục bé bằng cách khác. Ủa, chứ giờ chả lẽ giờ ngồi nói chuyện thẳng thắn là ngại chết. Miệng mồm đâu nói được. Thà như đứa trẻ là 14 tuổi đi, mình có thể tranh cãi, mình nói chuyện, tranh luận với bé được. Còn này mới 14 tuổi mà người tiếng Việt nghe còn không hiểu nữa, làm sao mà ngôn ngữ giới tính bé có thể hiểu được. Trời ơi, tình em không hiểu cái ý chị nói chị không có. Không phải, ý của chị là có thể dạy cho những bé 7-8 tuổi trở lên thì được. Còn này không mới có 4 tuổi sao mà hiểu được. Không, mình phải dạy bé. Cứ để xem rồi nó nhập vô trong não thì dễ hiểu hơn đúng không? Đó, chị em mình cứ nói chuyện vậy hoài sao nói chuyện nhau được nè, sao chia sẻ. Vấn đề khác thì nó vấn đề này nhạy cảm chết ai thèm nói nữa. Thiệt là khó xử quá. Không biết là đã bao giờ bạn từng tranh cãi với người lạ, bạn bè hay là chính vợ chồng hoặc là cha mẹ của mình, chỉ vì một vấn đề duy nhất, đó là dạy dỗ con cái về vấn đề giới tính như thế nào cho tinh tế và hiệu quả. Trong ngày hôm nay chắc chắn là một người chưa hề có gia đình và chưa có con như Trinh cũng rất là khó để kham nổi chủ đề này. Hãy cùng diễn viên Vân Anh, nhạc sĩ ca sĩ Hoàng Rapper và một nhân vật đặc biệt, chúng ta sẽ cùng khảo sát vấn đề này nhé. Xin mời tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Chị Linh Trang, bây giờ chắc là phải nhờ chị, cái chủ đề này quá hơi bị khó với tụi em. Chị nghĩ rằng là ai cũng vậy thì thành công hết rồi, sao khó ta. Vậy thì là cái vấn đề mình tự trải nghiệm, còn cái này là mình đang hướng dẫn cho một đứa trẻ mà không biết bắt đầu từ lứa tuổi nào và như thế nào cho phù hợp cơ. Vậy để coi xem là khách mời của mình có những quan điểm gì về điều này. Dạ, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chủ đề giáo dục giới tính cho con ngày hôm nay sẽ mở ra rất nhiều những trăn trở cho quý vị phụ huynh trong chương trình Phụ nữ ngày nay. Và hãy cùng đồng hành với Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty truyền thông Bi cùng thực hiện chủ đề ngày hôm nay để lắng nghe và tìm cách giải quyết cho vấn đề của con cái chính mình quý vị nhé. Trong cái nhịp độ phát triển của xã hội ngày nay khá là phức tạp thì chúng ta phải cho bé tự trang bị kiến thức là cái chuyện mà chúng ta đồng ý rồi. Nhưng mà lúc nãy chị Vân Anh nói không phải là sai. Vì những cái cách thức giáo dục mà anh đưa ra trong cái tình huống đó nó dường như không hợp lý lắm. Theo em thì em lại không đồng ý cái cách xem phim, những cái phim tình cảm như vậy thì đôi khi nó có những cái phản tác dụng lại không tốt. Thì không biết ý kiến của em như vậy. Em nghĩ là chị Trang sẽ ủng hộ em, bởi vì thà mình là cứ để cho bé tự tìm tòi học hỏi những cái vấn đề đó. Sao không? Lúc mà ổng để con xem phim á thì ổng chơi game được. Có đâu. Trời ơi. Chứ còn em ngồi tỉ tê như Vân Anh còn đâu thời giờ để chơi game, cho nên là thôi phim con cứ coi game. Chị biết sao không? Em vận dụng ngay cả trong cuộc sống kinh nghiệm ngày xưa của em. Lúc em còn bé tí á thì cứ đến mỗi cảnh mà 18 cộng là ba em sẽ bắt bịt mắt lại. Không cho xem. Khiến em phải là mới là người tự đi coi, là tại sao ba cấm? Kỳ kỳ vậy đó. Thế là đã dẫn dắt đến những con đường tội lỗi khác là em nhờ chúng bạn. Cảm ơn đám bạn đã giáo dục giới tính cho em. Em hiểu không, đó là do ba mẹ lại không chia sẻ, chỉ là cấm thôi và không chia sẻ. Nhưng mà ở đây chị đâu có nói em không chia sẻ đâu, chị nói em chia sẻ. Nhưng mà đừng có chia sẻ bằng cách là toàn đưa hình ảnh coi, em phải chia sẻ bằng Vân Anh cũng thấy chính Hoàng cũng thừa nhận là ba cấm, nhưng mà ba không nói chuyện đó, hay chia sẻ đó. Có nghe chia sẻ và nghe được hướng dẫn trực tiếp cũng là cấm? Cái nhu cầu. Thế thì mình cũng xem thêm các phụ huynh khác thì người ta có cách nào khác ngoài chuyện một là xem phim, hai là nói chuyện với con, có cách nào khác ha. Bởi vậy nên chương trình cũng hiểu được cái tâm lý khách mời chắc chắn là sẽ có tranh cãi và mâu thuẫn, nên mình dựa vào cái tình huống sau đây để mình tiếp tục khai triển những cái quan điểm về giáo dục giới tính cho con nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những gì mẹ dặn con đã nhớ kỹ chưa? Dạ nhớ rồi mẹ. Ừ, đâu bây giờ hả, ôn lại mẹ nghe coi nào. Dạ. Ừ. Bây giờ nếu như mà có một ai đó hả kêu con đi cùng với họ đến những cái nơi vắng vẻ thì con sẽ làm sao? Dạ con sẽ không đi theo. Đúng. Nếu như có ai đó hả kêu con cởi quần áo trước mặt họ khi mà chỉ có con với họ thôi, con sẽ làm gì? Dạ con sẽ không nghe theo và chạy nhanh đến những chỗ đông người. Giỏi lắm.
Nếu như mà bây giờ có ai đó hả, họ đụng vào những chỗ nhạy cảm, những cái vùng kín trên cơ thể của con sẽ làm gì? Dạ con sẽ la lớn và chạy đến chỗ đông người. Chính xác. Còn nếu như á hả, một ai đó họ kêu con, bắt con phải chạm vào những vùng kín của họ, con sẽ làm gì? Dạ con sẽ không làm theo. Giỏi lắm. Sao vậy? Cô làm sao vậy? Dạ mẹ. Sao tự nhiên cô nói mấy cái lời lẽ đó với trước mặt con nít vậy? Dạ lời lẽ gì đâu mẹ. Con đang dạy cho bé Ti biết cách bảo vệ bản thân của mình trước những người lạ và người xấu á mẹ. Thì bây giờ cái gì thì cô bảo vệ cho con của cô đi. Mà sao cô đi nói mấy cái lời nhạy cảm đó trước mặt nít, đâu có được đâu. Dạ lời nhạy cảm là sao mẹ? Thì hồi nãy cô mới nói cái gì dùng kính rồi nhạy cảm đó. Dạ đúng rồi. Cái đó là con đang giáo dục giới tính cho bé Ti đó mẹ. Mình giáo dục giới tính như vậy á, là bé Ti á hiểu biết, rồi mai mốt có gặp người xấu hay là người lạ, người ta không có lợi dụng bé Ti được. Nếu mà muốn không người ta không có lợi dụng con của cô á, thì cô phải tìm cách cô giữ nó đi. Dạ chứ sao cô nói như vậy? Thì con vẫn luôn giữ bé Ti, con vẫn luôn theo sát bé Ti mà mẹ. Nhưng mà đây là con đang ngừa những cái trường hợp mà con không có ở bên cạnh bé Ti kịp thời, thì coi như là bé Ti cũng sẽ tự biết cách tự bảo vệ bản thân mình luôn. Nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà mẹ không có muốn con nhồi nhét ba cái chuyện đó trong cái đầu cho cô thằng nhỏ. Dạ mẹ ơi, thật ra cái này không phải nhồi nhét bậy bạ gì, mà đây là con đang truyền kiến thức thôi. Chứ hả, bé Ti mà không có được trang bị đầy đủ kiến thức, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi ai gánh cái hậu quả đó hả mẹ? Thì hậu quả cái gì? Nếu mà cô muốn mà không có con, cô không có gánh hậu quả thì cô phải theo sát nó để cô lo cho nó đi. Đâu phải lúc nào con cũng theo sát bé Ti được đâu mẹ. Bây giờ nếu mà cô không lo được thì để tôi theo sát tôi lo cho thằng Ti cho. Trời ơi mẹ ơi, ý của con là vậy nè. Thời bây giờ á, xã hội bây giờ nó khác ngày xưa nhiều lắm rồi mẹ à. Con nít mà không được trang bị đầy đủ kiến thức á, kẻ xấu người ta dễ lợi dụng lắm. Mẹ không thấy hả, trên tivi nè, rồi trên báo, trên đài á, lâu lâu vẫn xảy ra những cái trường hợp mà kẻ xấu hả lợi dụng cái sự ngây thơ của trẻ nhỏ, coi như gây ra những cái chuyện liên quan đến vấn đề giới tính, làm cho hả rất là nhiều chuyện đau lòng, những cái hậu quả nghiêm trọng nó xảy ra, mẹ thấy không? Thì cô muốn không có cái hậu quả đó thì cô để cô giao cho tôi đi, tôi lo cho, chứ đừng có nói cái gì nữa hết trơn á. Con thấy bây giờ bé Ti cũng 8 tuổi rồi mà mẹ. Bé đã đến cái tuổi mà cần học và cần hiểu những cái vấn đề về giới tính rồi. Nên con nói những cái chuyện này nó đâu có gì là sai hay là nhạy cảm quá đâu mẹ. Tôi không muốn cô nhồi nhét cái đầu cháu tôi những cái chuyện đó nữa ha. Làm mẹ gì mà không biết cái lo cho con gì tối ngày, chỉ lo biết cho bản thân không à. Dạ. Ha. Rồi nhồi nhét ba cái chuyện gì đâu được đi. Mẹ. Mẹ ơi. Hay, công nhận là người mẹ rất là dũng cảm, thẳng thắn nói chuyện với con và đưa ra một số nguyên tắc, những điều lệnh vàng để con có thể nhớ được những nguyên tắc này. Em thấy anh ba phải đó, hồi nãy anh ủng hộ cái phương pháp là quăng phim cho con coi, chị Vân Anh mới là người ủng hộ không cái phải, phương pháp ngồi lại tỉ tê giáo dục chứ. Tại vì thường con cái sẽ nghe lời mẹ hơn, chứ ba khó nói chuyện lắm. Cái gì ông cũng nói được hết trơn. Xong có lẽ là Hoàng nghĩ là khi mình nói thì những cái chuyện nhạy cảm mình khó nói. Nhưng qua tình huống vừa rồi thì Hoàng nhận ra rằng là cái cách nói và những cái ngôn từ của người mẹ đâu có nói gì bậy bạ đâu khó. Nghĩa là mình nhận ra là mình có thể nói được về vấn đề này. Đó là cái do góc nhìn của mình, nhưng với cái thế hệ của người mẹ, có thể là mẹ chồng đúng không ạ? Thì lại thấy những cái từ như là vùng kín này, vùng nhạy cảm nè, lại là quá mức tưởng tượng của một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Thì đó, bà lại đưa cái sự góp ý, thì cái điều này nó có hợp lý không chị Trang? Thực ra là do những thế hệ trước nữa đó, giống như Hoàng cũng tả đó, là mình đâu có được ai nói chuyện đó đâu. Đúng. Cho nên bây giờ thấy nói với nít thì thấy bất ngờ quá. Nhưng thực ra là ở trong trường các con học hết. Nhiều phụ huynh đó là hơi bất ngờ khi con nói từ đó, rồi la con. Nhưng mà dở sách giáo khoa ra mới thấy là lớp 3 con đã được học rồi. Lớp 3, lớp 4, lớp 5 học các cái vấn đề về cơ thể, về giới tính và bảo vệ chăm sóc mình như thế nào và phòng chống xâm hại như thế nào nữa. Nhưng mà vì nhà gia đình cũng không có cập nhật điều đó, kể cả là kể các bạn nghe vui, khi mà mình đi dạy phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh ở một trường tiểu học á, thì hôm sau thầy hiệu trưởng có gọi lại nói là trời ơi cô Trang ơi, có phụ huynh vô mắng vốn. Thì hỏi là mắng vốn cái gì, thì bà ngoại dẫn cháu gái vô mắng vốn thầy là hôm qua mấy thầy cô dạy nó cái gì mà nó về hả, từ hồi nào giờ chiều nào tôi cũng tắm cho nó hết, mà chiều hôm qua tôi tắm cho nó nói không là không. Con tự tắm. Thế thì mình nghe bà ngoại mắng vốn thì hơi lo, nhưng cái nội dung mắng vốn thì mình thấy vậy là mình yên tâm vì con đã biết cách chăm sóc bản thân con.
nhưng mà với ngoại là sốc lắm. Rất là sốc. Cái quá khứ của Hoàng thì chắc là rất nhiều người sẽ giống Hoàng đây, đặc biệt là cái giai đoạn của tuổi của Hoàng là đời 8X. Đúng rồi. Những cái cụm từ mà Hoàng chỉ biết ngày xưa hồi nhỏ khi ba mẹ giáo dục là ông kẹ, mẹ mìn, bắt cóc, người lạ, như vậy thôi. Ba mẹ chỉ giới hạn cho mình những cái vòng vây đó, là không được tiếp xúc với những cái điều nguy hiểm đó, những manh mối đó. Chứ những cụm từ mà thậm chí ngồi trước ở trên ghế nhà trường, đến năm lớp 9 mới được học một tiết về sinh học, về sinh lý mà thôi. Và những cái cụm từ như là bộ phận sinh dục, xâm hại tình dục, vùng kính, vùng nhạy cảm, cứ mỗi lần một câu nói đến là cả lớp cười rần rần hoặc là cười run bàn. Tại sao? Tại vì mọi người rất ngại ngùng và cảm thấy đó là một cái thế giới khác. Nó là cái sự nguy hiểm nào đó, một cái gì mập mờ mờ ám lắm, một gì đó không được nói đấy. Đâm ra là mình đã bị cái tư duy đó ảnh hưởng từ quá sớm, từ rất là lâu rồi, và mọi người rất ngại khi nói đến vấn đề này. Cái điều Hoàng nói đó không phải là chỉ thế hệ trước, mà rõ ràng là nó liên quan đến cái thế hệ bây giờ. Khi những đứa trẻ đó lớn lên trở thành cha mẹ thì thực sự là họ bối rối, họ không biết nói gì với con họ, họ không biết làm gì với con, chứ không phải ai cũng được có thời giờ và cái cách chia sẻ giống như Vân Anh hay là người mẹ trong cái tình huống vừa rồi. Và chúng ta bị bối rối như thế thì chúng ta né tránh vấn đề. Quỹ Dân số Thế giới nói là có khoảng 90% trẻ bị xâm hại là dưới 10 tuổi. Tuổi đó là tuổi tiểu học đó. Bản thân mình người lớn mình hiểu biết sai, mình hay cho rằng là bản thân vấn đề giới tính là vấn đề tình dục. Nhưng rõ ràng vấn đề tình dục thì nó liên quan vấn đề giới tính, nhưng không có nghĩa là dạy trẻ vấn đề giới tính nghĩa là dạy trẻ vấn đề tình dục. Hai cái đó lại là hai việc khác nhau. Thì chính cái nhận thức sai của người lớn mới dẫn đến những cái truyền đạt sai, cái cách thức tiếp cận sai. Tại vì mình nghĩ nó ghê quá nên mình không biết nói sao cho nó bớt ghê. Nếu như chúng ta có những cái kiến thức đúng đắn về giới tính thì chúng ta sẽ nói chuyện với con một cách hết sức là tự nhiên. Mình muốn con mình biết đúng, không chệch hướng, không nghĩ bậy bạ thì mình phải dạy con. Để cho con tự thì giống như Hoàng nói đó. Cảm ơn mấy thằng bạn đã dạy mình. Mà hên cho em là em có mấy thằng bạn nó có tâm. Chứ bây giờ có nhiều thằng bạn trong trường á, nó truyền giấy mấy cái đường link á, toàn là phim xếp hoặc hình xếp cho học sinh, rất là nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến tư duy của mình. Và rõ ràng chúng ta thấy là trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay mình có thể phân biệt được một cái ranh giới rất là rõ ràng. Đó là giáo dục giới tính khác với lại truyền đạt về tình dục, nó hoàn toàn khác nhau. Và hai cái này cũng phải tùy theo lứa tuổi để mà truyền đạt. Và bởi vì nhập nhằng hai cái khái niệm này nên phụ huynh vẫn băn khoăn không có biết là phải dạy cho con mình như thế nào. Thôi bây giờ chúng ta chuyên về chủ đề là giáo dục giới tính, thì mình sẽ bắt đầu có thể dạy vào mấy tuổi và nên dạy cho bé nam hay là bé nữ và như thế nào là đúng cách? Bạn Hoàng đang có hai đứa con nè, bạn đã dạy con chưa? Bạn chia sẻ kinh nghiệm đi. Về giới tính thì em phân biệt vào màu sắc trước cho bé. Bởi vì màu sắc là cái mà bé nhìn nhận rõ nhất. Thí dụ như bé trai sẽ là màu xanh, bé gái sẽ là màu hồng. Thì em sẽ chỉ, con lấy cái này là của con gái chơi nha, tại vì có màu hồng á. Riết là bé cũng có được một cái tập tính quen thuộc để phân biệt đâu là trai, đâu là gái. Rồi về quần áo, về trang phục, bất cứ những gì mà nó chưa liên quan quá nặng nề về chữ cái, thì về những vật dụng xung quanh thì mình sẽ giáo dục cho bé biết như thế nào là giới tính. Còn nhà chị Vân Anh thì là có chia theo màu không, hay là đến cái cấp độ đó phải bắt đầu giảng những cái kiến thức chi tiết hơn? Có, từ ngay từ nhỏ chị cũng đã phân biệt màu sắc rồi. Còn vấn đề quan trọng bây giờ là không có xác định về những cái màu sắc và giới tính về vấn đề đồ chơi đó nữa, mà là về bắt đầu đi qua vấn đề giới tính rồi. Như lúc nãy là Vân Anh cũng có chia sẻ đó, là dạy cho bé về cái chuyện mà bảo vệ bảo vệ cái cơ thể của mình như thế nào. Thực ra cái việc mà Vân Anh với Hoàng chia sẻ nãy giờ nó liên quan đến vấn đề giới chứ không phải là giới tính. Giới tính là nó di truyền, nó sinh học, nó sinh ra đã có những đặc điểm sinh học của con. Và nó có giới tính nam và giới tính nữ. Còn giới là những điều do xã hội họ quy định cho các cái giới tính đó. Ví dụ như là con trai không được khóc là do xã hội mình nghĩ vậy đó, con trai là phải mạnh mẽ. Hoặc là con trai thì mặc đồ màu xanh là do xã hội mình định hướng vậy thôi, chứ sinh ra con đâu có nghĩa là con thích màu xanh đâu. Con trai con cũng có quyền thích màu hồng. Nên chúng ta cũng không nên có sự định kiến về giới là nam phải thế này, nữ phải thế kia. Nó cũng gây áp lực cho con mình về sau này. Và vì vậy thì mình cũng muốn chia sẻ là có thể nó hơi dài một chút, là khi mình chưa sinh con thì mình đã quan tâm đến giới tính của con rồi, nhưng mình chỉ quan tâm là đặt tên gì, mặc đồ màu gì, mà mình không nghĩ rằng là chính cái giới tính của con á nó theo suốt cả cuộc đời con hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Một đứa bé mình sinh ra là bé trai, lớn lên con sẽ lấy vợ và làm một ông bố trong tương lai. Một đứa bé sinh ra là nữ, là bé gái, lớn lên con sẽ có chồng và con sinh con là một người mẹ. Và cái điều mà người ta phải quan tâm đó là cái sức khỏe
sức khỏe sinh sản của con. Khi mình sinh ra, tất cả các hệ của con nó đều hoạt động ngay, nhưng mà có một hệ nó còn ngủ yên, chưa có hoạt động. Đó là hệ sinh sản. Như vậy cái cơ quan mình thấy bên ngoài chỉ là một bộ phận của cái hệ đó thôi, và nó thực hiện không có đúng chức năng của nó cho đến khi trẻ dậy thì. Và khi dậy thì có nghĩa là trẻ có khả năng làm bố mẹ. Như vậy ta dạy con về giới tính là dạy con hiểu biết về chính cơ thể của con. Như vậy cái bộ phận sinh dục kia thì nó cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể. Con người của mình phải giữ gìn, không mình làm hỏng nó là mình không thấy đường. Cái tay con phải giữ gìn, con làm gãy tay, đứt tay là con không sử dụng được. Cái chân con hỏng là con không đi được. Vậy trên người con cũng có bộ phận khác là bộ phận sinh dục, giúp cho con có khả năng sinh sản sau này. Nhưng bây giờ nó chưa hoạt động thôi. Vậy thì mình có thể dạy con từ lúc nào, như Trinh nói. Ngay từ bé con đã thấy bộ phận đó trên người rồi. Mình có nhiệm vụ phải giải thích cho con hiểu. Giải thích từ những lúc mà mình thấy mình tự nhận thức được thì mình giải thích được. Ngay cả việc chăm sóc vệ sinh cho con lúc nhỏ, trong lúc chơi với con, trong lúc vệ sinh cho con, hướng dẫn con. Thì nếu một lần nào đó mình đã dạy con cách vệ sinh mắt, cách vệ sinh tai, cách gội đầu, thì cũng là những lúc chúng ta phải dạy con vệ sinh cái bộ phận sinh dục của mình để giữ cái sức khỏe sinh sản về sau này. Thì như vậy trong mọi độ tuổi, nếu chúng ta biết quan tâm và chúng ta tìm hiểu thêm cái kiến thức phù hợp với tuổi của con, thì chúng ta đều có thể dạy con các vấn đề về giới tính của con. Dạ, vậy là các khách mời còn lại hẳn là cũng đồng ý với Hà Trinh là chúng ta nên bắt đầu dạy con về giới và giới tính ngay từ khi còn nhỏ. Còn không biết là các khán giả ở ngoài xã hội thì sẽ nghĩ gì với câu hỏi là có nên bắt đầu giáo dục giới tính cho con ngay từ khi còn bé. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi thử câu trả lời của các quý vị phụ huynh nhé. Nên dạy trẻ từ khi còn bé, không nên cho trẻ tự tìm hiểu về những cái việc đó thì nó là nguy hiểm. Theo mình tới cái độ tuổi của con mình ấy, thì mình sẽ tư vấn, chứ mình không nên nói sớm quá. 12 đến 14 tuổi. Cái chuyện dạy con giới tính là tụi mình dạy từ 3 tuổi. Các bé đã có thể nhận biết được chuyện đó. Tính ra là từ 2 tuổi rưỡi là người bố đã không nên tắm trực tiếp cho con mình rồi. Khảo sát của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay, có 20% ý kiến cho rằng phụ huynh không nên nói về vấn đề nhạy cảm với trẻ quá sớm khi trẻ chưa đủ nhận thức. 80% khán giả đồng ý nên giáo dục giới tính cho con từ bé để con có thể tự bảo vệ bản thân và tránh được những tình huống đáng tiếc xảy ra. Và qua phần khảo sát này, Trinh thấy là cũng có ý kiến cho rằng nên, nhưng vẫn có ý kiến nói là không nên nhắc đến những điều nhạy cảm đó vì đó là vẽ đường cho hưu chạy. Thực tế là nếu cha mẹ không dạy thì trẻ cũng có nhiều cách để tiếp cận. Đúng rồi. Nhất là trong thời điểm bây giờ, mạng xã hội phương tiện hiện đại, mạng xã hội. Thì có một chị phụ huynh đã từng nói với tôi là em quá sai lầm luôn. Khi con học lớp 3, chở nó ngồi sau lưng, nó hỏi mẹ ơi, cái bao cao su để làm gì? Thì chị rất là thảng thốt, không thể tưởng tượng con gái 3 tuổi lại hỏi cái đó. Chị quay phát lại, chị mắng nó, con nói bậy không à, con nói gì vậy? Thì nó chỉ lên đường, nó kêu, ủa mẹ cửa hàng đó bán kìa. Như vậy bây giờ người ta bán, người ta để công khai, con biết chữ, con đọc. Nhưng mẹ làm quá, cho nên mẹ thấy mẹ cũng hơi lố. Cái mẹ quê, mẹ nói, hỏi bái gì đâu không à. Đi về mở iPad coi đi, đừng có hỏi nữa. Cái chị đi làm, chị quên luôn mình nói cái gì. Đến hôm sau, con chị lại bảo, mẹ ơi, cái con hỏi mẹ, mẹ khỏi giải thích nữa, con biết rồi. Chị, ủa con hỏi gì? Con hỏi bao cao su á mà mẹ kêu con coi trên iPad. Con coi chưa? Con coi rồi. Thì khi chị chở nó đi học xong, chị nói em không còn tinh thần nào để đi làm hết. Chạy về nhà mở iPad ngay để coi trong lịch sử là con coi cái gì. Trời ơi, coi xong muốn xỉu luôn. Và thấy mình quá sức là khùng, sai lầm khi mà bảo con mở iPad coi. Đấy, cho nên cái câu mà rất rất nhiều người nói là vẽ đường hưu chạy đó, thì liệu có nên chăng trong tình huống này thì mình sẽ tự có câu trả lời. Dạ, đúng không? Và nhân vật người bà cũng không có phải là sai khi mà quan tâm đến trẻ như vậy. Vậy thì câu hỏi cho cái tình huống tiếp diễn tiếp theo đó là liệu bà nội trong tình huống này có thay đổi cái quan điểm hay không với cái cách dạy con của người mẹ? Mọi người thử suy đoán xem nào. Khó lắm, em nghĩ là những người bậc tiền bối, những người lớn tuổi khó có thể thay đổi tư duy khoảng chừng 60-70 năm rồi. Chị cũng nghĩ vậy. Nói chung là theo chị, theo ý kiến của chị, tức là người bà không có đồng ý với ý kiến của mẹ là giáo dục như cái cách nãy giờ vẫn phản đối là ý kiến của chị Vân Anh. Còn anh Hoàng đó, người bà sẽ im lặng, im lặng là thử sách, mặc kệ luôn. Còn chị Linh Trang thì sao? Tôi thấy là cái cô đóng vai người mẹ ở đây á, cái cách dạy con nhỏ của cổ á, nó rất là dễ thương, gần gũi tâm lý, cho nên tôi đoán là cổ cũng sẽ có cách để thuyết phục mẹ là chấp nhận cái kiểu đó. Cũng hy vọng là bà thay đổi vì đây là một cái quyết định liên quan đến tương lai của bé mà. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nối tiếp tình huống xem mọi việc diễn ra như thế nào nhé. Mời mẹ.
Con sao vậy? Có gì khó chịu trong người hả? Dạ không mẹ. Sao không ăn cơm đi, cứ ngồi cứ khua đũa hoài vậy? Dạ con đang suy nghĩ. Con suy nghĩ cái gì nè? Dạ con suy nghĩ chuyện chiều nay con thấy. Dạ. Con thấy cái gì? Dạ lúc chiều nay thì con thấy có một chú cứ lôi bạn gái học cùng lớp con và quốc vắn, rồi chú đó lấy tay thò vào trong giấy của bạn. Cái gì? Lấy cái tay thò vô trong váy của bạn con hả? Dạ. Trời ơi, rồi sao con có gọi người đến giúp bạn con không? Dạ tại vì lúc đó là mọi người về hết rồi. Về hết rồi vậy còn chú bảo vệ thì sao? Sao không gọi chú bảo vệ tới? Dạ tại vì hôm trước thì mẹ đang dạy con cách phòng vệ bản thân, rồi bà lại la mẹ cho nên con không dám làm theo. Mà con cũng không biết ở nhà mẹ bạn đó có chỉ bạn giống mẹ không. Rồi sao mà lúc mẹ tới mẹ đón con không nói cho mẹ nghe liền để mẹ lại mẹ giúp bạn? Dạ tại vì lúc đó là chú đó thả bạn con ra rồi. Con lại hỏi bạn nói là chú đó chỉ nựng yêu thôi. Nựng yêu cái gì? Cái đó là sàm sỡ đó. Sàm sỡ là sao hả bà? Thì sàm sỡ á, tức là những cái hành vi chưa có được mình cho phép mà nó gây ảnh hưởng đến tinh thần và thân thể của mình. Con hiểu không? Mà con có biết chú đó là ai không? Dạ không. Không biết luôn hả? Dạ. Nè, mai mốt nếu mà thấy chú đó mà làm như vậy với bạn con nữa, mà không chỉ riêng chú đó, bất cứ một chú nào hay là một người lớn nào mà có những cái hành động tương tự như vậy với bất cứ một cái người bạn nào đó của con, thì con cũng phải báo cho người lớn gần đó biết liền để tới giúp liền, nghe không? Dạ. Ừ, ngay cả con cũng vậy đó, bản thân con cũng phải tự biết bảo vệ bản thân mình, biết không? Dạ. Vậy là ở trường là con phải nhờ cô giáo, thầy giáo và chú bảo vệ. Đúng. Còn ở nhà là con phải nhờ ba mẹ hoặc bà, đúng không mẹ? Đúng rồi đó. Nhớ kỹ điều này nghe chưa? Dạ. Nè, nhớ kỹ những cái bài học hôm nay mẹ dạy con đó nghe chưa? Dạ. Nè, ăn đi con. Dạ rồi, con cảm ơn bà nội. Sau đó mình rút kinh nghiệm, mình thấy chị Linh Trang chọn gì mình chọn cái đó. Rồi bây giờ phạt nè. Ủa phạt nữa hả? Thôi bây giờ anh sáng tác bài đi cho chị Vân Anh hát. Trời về rồi, chủ đề giáo dục sáng tác đi. Trời may ghê quá Hoàng, may là em về đội chị á. Có người cứu chị vừa sáng tác vừa hát luôn, chứ không thôi cái vậy này một mình chị chứ. Chị đó may. Chứ chị đứng một mình là chị phải, mua rồi. Bây giờ chị phải khai triển cái bài thơ hay gì đó để cho anh Hoàng phổ nhạc chứ. Mẹ đi vắng, con sang chơi nhà cô. Ô ô, con hỏi cái gì con không biết, con hỏi cái gì về giới tính. Giúp con bảo vệ bản thân, giúp con bảo vệ bản thân, chứ không cần phải xem iPad. Trời ơi. Trời ơi. Vậy hai người phải cùng hát mới được vượt qua thử thách nè. 2, 3. Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, con sang chơi nhà cô. Con hỏi cái gì con không biết, con hỏi cái gì về giới tính, để con bảo vệ bản thân, để con bảo vệ chính mình. Hay rồi, hay lắm rồi. Chưa. Tuyệt vời quá. Có thuận miệng mà thuận ý là được. Toát hết mồ hôi này, hình phạt gì đâu căng não quá. Đó, từ nãy đến giờ là chúng ta đã vừa coi tình huống, vừa nghe lời chia sẻ của chuyên gia, vừa có những góc nhìn cá nhân, kinh nghiệm từ gia đình của anh Hoàng với chị Vân Anh nữa. Nếu như mà một người chưa có gia đình như em nè, mọi người nghĩ em phải cần có những cái kinh nghiệm sâu sắc nào nữa? Thì trước mắt thì mình hãy nhìn bản thân mình trước, mình đang thiếu cái gì. Em hãy nhớ ngày xưa ba mẹ hay là thầy cô đã dạy nhìn những gì về giới tính rồi, xem những cái gì còn thiếu. Với thời đại hiện nay thì hình mình hãy bổ sung và sau đó lấy những bài học đó áp dụng cho những đứa vậy em thì và ưu tiên dạy theo thứ tự như thế nào? Thí dụ như là chủ đề gì sẽ dạy đầu tiên, sau đó là ở cái cấp độ nào sẽ dạy bao nhiêu tuổi? Cha mẹ con cái phải đi chơi với nhau, đi ra đường sách, đi vô nhà sách, đi lên mạng tìm mấy cái trang có sách ebook trên đó và cùng lựa chọn những cái nội dung thông tin nào mà thấy hay, thấy dễ hiểu, thấy phù hợp với con thì cùng đọc, cùng chia sẻ với con. Đó cũng là một cách để mình giao tiếp trong gia đình, mà như Vân Anh nói là nó làm tiền đề để mai này con nếu có những vấn đề gì con sẵn sàng trao đổi, không phải với người khác mà là với mình đầu tiên. Có bạn đã nói với tôi là con em nhỏ lắm, mới có 2 tuổi chưa biết nói sao vậy. Trẻ chưa biết nói nhưng mình nên nhớ là trẻ đã biết nghe.
trẻ tiếp thu mọi thứ xung quanh, chỉ là chưa phản ứng lại thôi. Vậy thì trong lúc trẻ tiếp thu, tại sao mình không đưa những thứ đúng đắn nhất vào đầu trẻ? Còn bản thân chúng ta thì tự mình cũng phải cập nhật cái kiến thức. Ngay như Hà Trinh nói là bây giờ Hà Trinh có cần cái gì? Mình cần kiến thức về giới tính để mình chuẩn bị lấy chồng, mình có cái hôn nhân hạnh phúc nhất và mình sinh ra những đứa con khỏe mạnh xinh đẹp nhất. Nó liên quan trực tiếp đến giới tính, đến hệ sinh sản là của mình. Là ở độ tuổi nào cũng quan trọng, đúng rồi, người trưởng thành. Cho nên là tôi thực sự là tham gia chủ đề này cũng rất là quan tâm, là vì gần đây mình đọc báo mình thấy có quá nhiều hiện tượng, không phải chỉ là vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, mà các nữ thanh niên, nữ công nhân, nữ sinh viên mang thai ngoài ý muốn, sinh con đem vứt bỏ. Những cái hiện tượng đau lòng đó nó xuất phát từ cái gì? Từ vấn đề về sức khỏe sinh sản, từ vấn đề về giới tính của họ. Nhưng rõ ràng là vì không hiểu biết và vì thiếu cái thiện tâm trong lòng, họ có những cái xử lý nó quá sức là kinh hãi như vậy. Và điều này không phải chỉ ở nữ, tại vì một mình nữ thì không thể có thai để đẻ ra em bé. Nên nãy Hoàng có nói một ý rất nhỏ nhưng mà lại rất hay. Đó là người đàn ông, người nam, người con trai càng phải hiểu về sức khỏe sinh sản, để mà chúng ta biết cách bảo vệ bạn gái của mình và có những mối quan hệ nó đúng đắn, phù hợp nhất. Và thậm chí là tôi vẫn khuyên con trai tôi và các cháu trai của mình á, là luật pháp có quy định đó nha. Nếu mà quan hệ tình dục với người trẻ như thế nào, dưới tuổi bao nhiêu thì tụi con sẽ ở tù á, chứ không phải nói là con trai sẽ không bị gì đâu, không phải. Còn cái việc hậu quả của những chuyện đó thì mình nên đọc thêm sách báo nhiều. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh là hãy tập thói quen thường xuyên nói chuyện với con. Thì như vấn đề giới tính cũng sẽ nói chuyện được, vì mình quen nói chuyện với con rồi. Thứ hai là nói thì phải nói cái đúng, đừng nói cái sai. Ví dụ như ai có thể được chạm vào vùng riêng tư của con thì bản thân con, và chỉ có mẹ thôi. Thế thì có những trẻ nó hỏi là mẹ con nói bác sĩ được chạm vào đúng không cô? Và mình thường nói bác sĩ được chạm vào, cho nên ông hàng xóm ổng sang ổng nói bác là bác sĩ nè, thế là con cũng cho chạm vào luôn. Vậy là không đúng. Trong những trường hợp chăm sóc sức khỏe cho con thì bác sĩ hay nhân viên y tế hay những người nhà khác có thể chạm vào vùng riêng tư với hai điều kiện. Một là phải giải thích cho con hiểu tại sao phải chạm vào đó, và hai là phải được sự đồng ý của con. Vậy kể cả đó là ba hoặc là bác sĩ, mà nếu con không đồng ý thì họ cũng không có quyền chạm vào. Và tôi cũng rất mừng là những đứa trẻ lớp 3, lớp 4, lớp 5 thôi mà các em biết đặt cho tôi câu hỏi là tại sao mình phải bảo vệ vùng riêng tư đó nè. Rồi khi mà mình gặp trường hợp mà ai xâm hại về giới tính của mình á, thì mình nên làm gì. Và có bé còn hỏi là nếu kẻ xấu không dụ dỗ bằng quà bánh mà chụp thuốc mê con thì con phải làm sao cô? Chẳng lẽ con chịu thiệt thòi luôn hả? Trời, có tin là bạn lớp 4 mà bạn nói vậy. Thì người lớn ở nhà cứ toàn nói con nhỏ lắm, con không biết gì. Bạn ấy hỏi chẳng lẽ con chịu thiệt thòi hả cô? Thì tôi có nói với bạn ấy là ừ, nếu mà nó chụp thuốc mê chúng cô thì cô cũng thiệt thòi. Cho nên cô với con phải nghĩ ra cách để đề phòng, để người ta không có thể có cơ hội chụp thuốc mê mình bằng cách đề phòng. Và khi tôi đặt câu hỏi ai là người bảo vệ con tốt nhất để người ta không xâm hại về giới tính của con, thì các trẻ đã trả lời được là không phải cha mẹ, chính bản không phải thầy cô, mà là chính bản thân mình. Tôi hỏi tại sao vậy con? Con nói vì cơ thể là của mình được quyền không cho phép ai chạm vào. Tôi nghĩ rằng đứa trẻ biết nói điều đó, một là trẻ được dạy dỗ đầy đủ từ cha mẹ, từ thầy cô, và đứa trẻ đó biết nhận thức được giá trị bản thân mình. Vậy các bậc cha mẹ hãy vì điều đó mà dạy cho con các cái kiến thức đúng đắn về giáo dục giới tính. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Linh Trang. Thưa quý vị, trẻ con thì vốn không thể tự bảo vệ mình, nên càng cần những kiến thức được trang bị từ người lớn một cách đúng đắn để trẻ có thể tự vệ. Và đừng để những trường hợp đáng tiếc như là việc trang bị kiến thức lỏng lẻo hoặc là né tránh từ ông bà cha mẹ khiến cho cuộc đời trẻ bị ảnh hưởng bởi vì những kẻ xấu. Và hy vọng là tất cả các bạn trẻ chúng ta sẽ tự trang bị được những kiến thức cho chính mình, để khi một mình chúng ta vẫn có đủ bản lĩnh để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi nạn xâm hại tình dục. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian của một buổi Chủ nhật đẹp trời thế này để cùng lắng nghe về chủ đề giáo dục giới tính cho con. Xin cảm ơn anh Hoàng Rapper và chị Vân Anh cũng như tiến sĩ Linh Trang đã có những chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị phụ huynh. Và chương trình Phụ nữ ngày nay được phát sóng lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin tạm khép lại. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
bản thân họ đã lựa chọn bắt đầu từ một cái công việc mà không đam mê. Khi mà con cái làm theo sự áp đặt của bố mẹ cũng không phải là yêu thương bố mẹ đâu. Mình phải vui với cái sự lựa chọn của mình thì mình mới làm nó với toàn bộ sức lực. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony, hay trên Google Play hoặc App Store. Giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.